ẩm thực thơm phức như thế này, nhất là thời tiết lại còn mát mẻ nữa, thì anh nghĩ là chúng ta nên làm một cái món gì đó thật là dân dã. Đến đây thế nào? Vâng ạ, với những cái món bánh tuổi thơ mà em từng nhớ đến bây giờ, thì đặc biệt là em rất là thích những món bánh như là bánh rán này, bánh chuối hay bánh gối nữa chị ạ. Bánh gối, bánh rán, ý tưởng hay đấy. Thời tiết mát mẻ thế này mà ăn bánh gối thì chắc chắn là ngon rồi. Nhưng mà em có biết là công thức chế biến các cái loại nhân nó như thế nào không? Nhân của bánh gối không khác gì là khi chúng ta làm nem cả. Có mộc nhĩ đen, phiến, có thịt. Nhiều người thì lại thích ăn thêm cả lạp sườn và trứng cút nữa. Cà rốt để cho giòn, để cho thịt nó thơm thì chúng ta phải có hành. Đó, về cơ bản thì cái bánh gối nó rất là giống công thức của chúng ta làm nem. Nhưng mà khi món bánh gối mà không có một nước chấm ngon thì ra món bánh gối nó sẽ rất bị nhạt nhẽo và nó không có đủ vị. Nên là cái nước chấm rất là quan trọng. Nhưng mà không thể thiếu bột được đâu. Bột để làm món bánh gối thì chắc chắn là làm từ nguyên liệu bột mì rồi. Và để cho bột thơm thì không thể thiếu trứng. Với quả trứng này thì tôi sẽ cho vào bột và sau đấy đánh đều lên để chúng ta có thể làm được một cái món vỏ bánh gối thật là hấp dẫn. Bánh gối thì là một trong những bí quyết đấy. Nhiều cửa hàng ấy là ăn hay không, bắt hàng hay không có khi là từ nước mắm. Hôm nay đầu bếp Dương Hoàng Yến mà làm được nước mắm thơm ngon này có khi là mà anh lại nghĩ là cái nhân nó lại quan trọng nhất. Bởi vì là nếu mà không có nhân thì làm gì nó gọi là bánh gối nữa. Nhưng mà bánh gối mà ăn không thì nếu mà không có nước mắm thì nó sẽ cảm giác là nó bị thiếu vị và nó cũng không thành bánh gối đúng không? Đúng mà không có bột ngon thì làm sao mà trở thành bánh gối được? Hóa ra là phải kết hợp cả ba công đoạn. Thế thì mới trở thành một cái món bánh gối ngon. Phần này thì có lẽ là không thể đeo găng tay được bởi vì chúng ta mới cảm nhận được cái độ mịn này, mềm và dai của vỏ bánh. Chúng ta phải rửa tay rất là kỹ. Đúng rồi. Khi nào? Gối xinh xắn đã hình thành. Bây giờ thì thêm một công đoạn quan trọng nữa, đấy là rán bánh và kèm với rau sống, nước chấm. Chúng tôi sẽ có một món ăn thực sự hoàn hảo cho ngày hôm nay. Vỏ bánh gối vàng ruộng và giòn tan bởi vì được rán qua hai lần lửa giống như nem vậy. Cái ngày cuối tuần mà trời tiết đẹp như thế này được ngồi ăn cùng với những người thân trong gia đình thì anh nghĩ đó là những cái giây phút rất là hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Hãy cùng thưởng thức món bánh gối của chúng tôi và xin chúc tất cả quý vị khán giả ngon miệng.